Baby, tổ quả cipher em đang chạy trong về tao lao huyết mạch, nuôi dưỡng tới trong đầu gọi là thiên cơ. Tao xuất hiện không phải chỉ để mày biết mặt mà còn để cho đất Việt một ngày lên truyền. Yo, chào các bạn, mình là Black Car và đây là Backstage Battle Rap, gặp tất cả mọi người ở đó. Mình tên thật là Hồ Thiên Ân, mình sinh năm 1997. Trước giờ mình không học đại học, mình học xong cấp 3 thôi. Trước giờ mình có đi dạy tiếng Anh một thời gian ngắn lắm chút xíu rồi, hầu hết là dành thời gian cho rap. Hiện tại thì mình đang làm về trang sức. Mà ngoài ra là mình làm trang sức là một cái niềm đam mê khác của mình, thì mình có làm với rất nhiều nghệ nhân khác là cái việc bên ngoài của mình. Còn ngoài ra mình vẫn focus chính vào rap, rap tới nái luôn. Mình nghĩ là có nhiều chứ, tại vì đa số nghệ sĩ nào mà nói chung luôn, nghệ sĩ nhạc rap ai cũng thích những gì đó nó hào nhoáng, nó bóng bóng, mình cũng vậy, không khác gì. Mình đã bắt đầu rap từ những năm 2010 rồi, là đã lâu lắm luôn rồi. Ngày xưa nếu mà nói về rap là gì đối với mình thì nó là nhiều thứ trong nhiều giai đoạn lắm. Tức là ngày xưa rap với mình là một cái công cụ để mình xả stress, nên mình dùng âm nhạc để mà mình giải tỏa cảm xúc của mình rất là nhiều, giải tỏa năng lượng rất là nhiều. Mình là người thừa năng lượng lắm, trứng mỡ. Xong rồi thì về sau này thì rap với mình là một niềm đam mê, là một cái mình muốn những người trẻ sau này nên chơi rap nhiều hơn. Là nhưng mà họ có thời gian rảnh họ dành thời gian họ nghe hip hop, họ làm một cái gì đó đam mê. Nếu mà để làm một cái gì đó xấu thì thà nghe nhạc rap. Còn bây giờ thì rap với mình gần như là một cái công việc rồi. Mình muốn nó chuyên nghiệp hơn, mình muốn bản thân mình chuyên nghiệp. Nên những anh em xung quanh mình nhìn theo cái điều đó và tin là cái trò chơi là làm được. Ngày xưa thì mình là có ước mơ trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Thì hồi xưa mình chung mình tập nhiều loại võ, mình cũng đấu chuyên nghiệp nhiều lắm. Xong rồi cái mình bị đứt dây chằng. Thì thời gian đó mình nằm viện thì có thằng bạn nó gửi cho mình nghe bài nhạc đầu tiên của Na. Thì đó là bài 1:100. Rồi mình nghe nhà mình, trời ơi nhạc gì mà căng quá vậy. Tao mà chơi nhạc này mà chơi lại rồi bắt đầu mình chơi rap luôn, là cái duyên từ đó. Từ xưa mình là muốn thành võ sĩ chuyên nghiệp, có biến cố để mình chuyển dòng, để mình không có đánh nhau bằng tay chân nữa mà đánh nhau bằng miệng. Rất khó ưa. Chắc là vậy, mình không có đánh nhau bản thân mình nhiều, mình nghĩ là vậy. Khá đẹp trai. Đây là một cái cơ hội cho những người trẻ được chứng minh thực tài nhiều hơn. Tại vì hiện tại thì những nghệ sĩ mà hồi xưa họ hay có thời gian để mà làm những cái chương trình cho rapper trẻ thì họ đã có những cái sự nghiệp ổn định hơn rồi, thì không có cái bên nào đứng ra làm việc này hết. Nên là thật sự đây là một cái cơ hội tốt và cái phần thưởng nó cũng xứng đáng theo như mình biết được. Thì mình mong là những người tham gia này sẽ chơi hết mình, chơi tới nái. Thì nói chung là ngày xưa mình cũng là bản thân mình xuất thân cũng là một battle rapper, nên là cái việc mà mình là một battle rapper tốt thì nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc nếu mình muốn phát triển là một nghệ sĩ thực thụ chơi nhạc rap. Thì mình sẽ có sự ứng biến nhanh, mình sẽ có thể giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức, chỉ có thể thậm chí khi có việc đột xuất có thể viết nhạc rất lẹ luôn. Thì cái vấn đề battle nó giúp đỡ rất nhiều cho những nghệ sĩ muốn chơi sâu hơn vào cái trò chơi này. Thì nói chung về kỹ thuật thì tất cả mọi thứ đều mình đều biết, thì nói chung mình chỉ muốn đánh giá tổng quan về một người, tức là kỹ thuật không cũng chưa phải là tất cả. Nói chung là cái để hoàn thành một cái verse rap xịn, nếu mà có thể crowd participation với mọi người cách kiểu này nọ, đó là một cái tổng hợp chung, thì mình sẽ muốn là người đánh giá cái tổng quan nhất tất cả mọi thứ luôn. Cái tinh thần striver là cái thứ mà rap Việt thời sau này nên có nhiều, vì bây giờ mọi thứ đã có sẵn hết rồi, từ việc làm nhạc, hòa âm phối khí cho đến thu âm rất là dễ dàng. Nhưng mà vẫn còn đại đa số nhiều người trẻ mình thấy là họ hơi bị ù lười á. Nên là cái tinh thần striver là cái thứ nên bắt đầu tồn tại trong cái suy nghĩ của đa số những người chơi nhạc rap sau này, những bạn trẻ sau này. Mình thấy là điều đúng đắn. Người đầu tiên là chắc chắn là Việt Dragon nè, người đã ảnh hưởng đến mình nhiều nhất. Mình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Đạt Maniac luôn. Mình cũng ảnh hưởng rất nhiều bởi Mac. Mình ảnh hưởng một chút bởi Son Bass. Rồi mình ảnh hưởng rất nhiều cái kỹ thuật mà rap nhanh của mình là từ B2C. Nên là đó là những người mình cảm thấy là respect. Nếu mà tên thằng Striver mạnh nhất thì mình thấy chắc là Đạt Maniac. Tại vì Đạt Maniac có một cái nền tảng đó. Nói chung là nếu mà ai mà chơi chung Đạt Maniac thì biết là cái hoàn cảnh Đạt Maniac nó cũng đặc biệt lắm. Nhưng mà trong cái đó Đạt Maniac mới chứng minh mình là người có thể làm được cái này, làm được cái trò chơi này. Tức là ngày xưa mọi người đều nghĩ là Đạt chỉ chơi cho vui thôi, nhưng mà cái thực tế là Đạt Maniac thực sự nghiêm túc với cái này. Vì niềm vui từ trong cuộc sống là ngược xuôi trong đời gơ một đông, và niềm vui khi mà không phải ngóng anh gì ơi sẽ anh quên cả trống. Và tất cả cái tính đó bao gồm ấp úng ấm ức dồn vào trong một cú đấm có tính xác suốt chính xác, nhưng đó là tính chết khác khi âm nhạc dính cát đất. Nếu như tao không biết tao rap sẽ không có gì hết ngoài đóng phần, nhưng tao đã có gần hết phần kết và cái thằng chết chống lưng. Mình cũng may mắn là một những người trên cái con đường Đạt Maniac đi lên là có mình ở trong đó.
rồi mình nhìn thấy rõ nhất những cái gì mà đạt đã có được từ cái sự cố gắng của mình. Thực sự thì mình nghĩ cái nhạc rap này cũng như bao nhiêu ngành nghề khác thôi, tức là nếu bạn muốn cái làm ngành nghề của bạn tốt nhất thì bạn phải chăm chỉ chấm hết, chứ không chỉ riêng ngành nghề nào. Dramastic thì bạn quá thân rồi, nhưng mà Dramastic thì cái chuyên môn của Dramastic thì khá dữ. Tuy Dramastic không phải là xuất thân một battle rapper, nhưng mà khi mà cần phải battle Dramastic cũng rất ghê gớm. Còn Binz thì ảnh là một người thực sự là có một cái delivery rất tốt, tức là có thể gọi là tốt nhất luôn á trong những người hiện tại. Chứ không còn thấy như vậy. Còn Đức thì mình có làm việc chung với Đức thì mình thấy Đức là người làm việc ok. MCU thì dữ nha, quên mất MCU thì là một người thực sự là trong cái thời gian mà mới mà khai thiên lập quốc á, thì MCU là một những người mang những kỹ thuật mà đến tận bây giờ người ta vẫn còn xài, điều tốt. Thì nên là nghĩ là những ban giám khảo hiện tại cho cái cuộc thi này xứng đáng để mà làm giám khảo chương trình này. Bác thấy người ta hỏi tùm lum, người ta tự hỏi quá trời luôn, mình không hề quan tâm tới Binz xứng đáng là gì. Cái thành tựu của ảnh để lại cho rap Việt bây giờ là minh chứng là có những người chơi nhạc rap có thể lên tới cái tầm cao như vậy, đó là điều quá đủ rồi. Còn nếu mà người ta cứ tự hỏi thì cứ tiếp tục tự hỏi thôi. Vốn dĩ là nhạc rap thời điểm nó xuất hiện trên cái trái đất này á, là nó là về cái việc là represent, đại diện như một cái gì đó. Thì cái việc rap nó thể hiện lên rất nhiều thứ về cái con người của người nghệ sĩ đó. Thì nói chung là trong cái lúc bạn nói về bản thân mình mà bạn còn bị lấp lửng á, thì chứng tỏ là bạn chưa có đủ tin tưởng với bản thân mình nữa, thì chắc mình không cần phải nói tới dòng thứ hai. Để xem đã, chưa dám nói, nó bậy chết. Về cơ bản nha, nếu mà bạn đã thực sự giỏi vậy đó, thậm chí tôi thiệt là nếu bạn có chuẩn bị luôn á, mà bạn làm hướng nó smooth được như vậy á, thì bạn cũng xứng đáng. Nhưng mà cái mình cảm thấy là cái việc mà bài thi online nó sẽ giảm bớt cho mình nhiều thí sinh không nên có mặt ở cuộc thi chính thức, để cho mọi người cảm thấy cuộc thi thực sự nó hưng phấn. Thì mình thấy mình đã đi chấm rất là nhiều giải rồi, nếu mà để cho mọi người chơi hết một lúc đó, thì đôi khi mình sẽ phải chờ quá lâu. Và có những người thực sự là không biết đi rap làm chi luôn á, ở nhà chọn nghề khác làm đi. Đối với một battle rapper thì cái điều quan trọng nhất là bạn phải lấy được cái lòng tin của khán giả. Không quan tâm là bạn có skill nhiều bao nhiêu, hay là kỹ thuật dữ dội bao nhiêu, flow ghê bao nhiêu, chuẩn bị ghê cỡ nào, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải lấy được cái lòng người khán giả ở đó. Tại vì khi mà bạn kích được cái nhiệt đó thì tất cả mọi người đều chú ý vào bạn, bất cứ câu nào bạn ra cũng có vẻ như bên slide rồi đó. Nhưng mà nếu mà bạn chỉ tới chương trình để một đống câu từ chuẩn bị á, đôi khi bạn lên đó bạn cái không khí nó khác, cái màu nhạc nó khác, cái cảm giác nó khác. Bạn có khi bạn sẽ thất bại trước một đối thủ mà họ tự tin bằng cái việc connect với mọi người gì đó hơn. Đó là góc nhìn của mình. Nói chung là mình hay đặt cái tâm lý của mình là mình đang phải đấu khẩu với một ai đó ngoài đường thiệt sự vậy đó. Thì khi người ta nói một cái lý nào đó mình cảm thấy nó không hợp lý, thì mình phải xây dựng trong đầu mình một cái thoại nó hợp lý để mình đẩy lại ngược lại cái vấn đề người ta nói. Nếu mình focus được vô cái mệnh đề người ta nói á, thì cái lợi thế sẽ nằm về mình. Cái vấn đề của đa số battle rapper là khi họ lên họ bị hoảng loạn, họ có đóng thứ chuẩn bị sẵn rồi, thì họ chỉ muốn show ra thôi. Họ quên mất đi cái điều quan trọng là khi người ta đi trước mình á, thì mình phải trả lời. Chung là hãy tập trả lời nhiều hơn là mình là nói quan điểm của mình. Mình thấy cái Disneyland của anh MCU là khá là biết sử dụng ngôn từ á. Những rapper là khá là chất lượng về cái việc là battle không beat á. Nhưng mà nếu mà mình để bưng một cái đống những cái câu từ lên beat đó nha, thì cái câu chuyện lại khác nữa. Thì thực chất là vẫn có thể làm được, nhưng mà không thể nào mà hay bằng battle không beat chứ. Thì trên beat là bạn ngoài cái việc và lyrical và bạn còn cần phải grooving theo beat nữa. Beat nó đi dạy và đi theo nó, không phải là mình chỉ rap một cách flat thẳng băng gì được khi mà không có beat được. Nên đó là hai cái phạm trù khác nhau. Cái phần của anh MCU của Disneyland á, thì cái đó thực sự sẽ nâng cấp ngôn từ cho người nghệ sĩ á. Còn cái bên cái battle mà có beat á, sẽ khiến cho họ dễ, thực sự là dễ cảm thụ được cái nhạc hơn, cái tính nhạc hơn, sẽ có cái tính nhạc hơn. Thật sự nha, nếu mà ngôn từ mà không có chửi thề á, thì nó sẽ ghê hơn rất nhiều á. Tại vì nó có những bạn ở đấy đi, thật sự trong cuộc đời của bạn chắc chắn một trong các bạn đã bị cô giáo chửi những câu không hề có chửi thề luôn, nhưng mà tối về bạn cảm thấy cay bả vải đâu đó. Đó là cái chuyện như vậy á, tức là ngôn từ giảm hẳn chửi thề sẽ khiến cho cái ngôn từ nó càng sâu thẳm hơn, sẽ đi sâu vô lòng người hơn, thấy không? Đó là cái quan điểm của mình, điều mình thấy được luôn. Nói chung á là cái vấn đề này nó cũng khó, thì cái không biết tại sao về sau này thì cái tiêu chuẩn battle ở trong khu vực miền Nam mình nó bị yếu như vậy. Tức là cái thời mà Black còn chơi battle á, mọi thứ nó căng thẳng lắm. Tức là mọi thứ nó rất là nề nếp và kỷ luật luôn. Còn nếu mà bạn lên sân khấu mà bạn rap như vậy thì mọi người sẽ bu xuống đi kiểu này nọ. Nhưng mà về sau này không biết tại sao mọi người lại có vẻ dễ dãi và hời hợt với câu từ của mình nhiều như vậy. Chứ ngày xưa
không có, từ ngày xưa không có luật nha, tức là luật bất thành văn, đó là chỉ cần chửi thề quá nhiều vô nghĩa là tự nhiên bị out à. Không biết sau này mọi người lại dung dưỡng nhau nhiều, nhưng mình không hiểu, nên mình cũng không hiểu luôn. Mình muốn xem thử coi ở cái chương trình này nó sẽ khác biệt như thế nào. Nên chuẩn bị tinh thần. Sao ta? Nói chung là cầu nguyện thiệt nhiều đi. Thứ nhất là cái battle rap này nó cũng là một cái dạng nghệ thuật mà khá là kén người nghe. Chung là người mà muốn tham gia coi chương trình này thì nên coi trước thật nhiều clip về hip hop đi, và xem một chút về lịch sử đã. Thì cái này nó là một cái phần tất yếu trong hip hop. Nếu như bạn nào mà muốn chơi cái này, bất cứ thể loại, bất cứ element nào cũng đều có battle hết á. Và battle lúc nào cũng căng thẳng. Cái từ mạnh bằng tiếng Việt nghe nó hơi là khó chịu. Cho nên là bản thân mình là một người không có ủng hộ cái việc mà dùng quá nhiều cái lời từ như trong một cuộc đấu, thì nó sẽ mất đi cái giá trị của ngôn từ. Thiệt sự nếu mà là mình sẽ quyết định là dẹp luôn, không có cho dùng từ mạnh luôn. Tại vì nếu khi mình dẹp luôn thì họ phải xây dựng được cái câu thành một câu mạnh luôn, chứ không phải là từ mạnh nữa. Một cái từ ngữ nó hợp lại với nhau, nó có sức nặng, chứ không phải là một cái từ đứng riêng lẻ để nói về một cái, để sỉ nhục một cái vấn đề nào đó, hoặc là để làm cho cái topic đó nghe nó cool hơn bằng cái cách mình sử dụng ngôn từ. Thì mình nghĩ đó không phải là cách, nghĩ đó hơi kỳ, chưa có luôn, chưa thấy. Nhưng mà về độ khen đó cần một cái đẳng cấp về ngôn từ khá cao á nha. Tại vì làm sao để mà khen nó vẫn có vẻ mang tính chất hài hước thì nó khó lắm luôn á. Thì chắc chắn là cái mặt tâm lý của mọi người sẽ hơi lo lắng rồi. Nhưng mà đây cũng chính là một cái bài thử để xem ai đủ sức chịu đựng được cái số lượng ngàn người đó trong cái sự nghiệp xa hơn của mình. Nếu mà bạn cảm thấy cái điều đó làm cho bạn cảm thấy sướng thì bạn đã đi đúng đường rồi đó. Cái battle đối với mình đó là thắng thì là một điều may mắn, còn thua thì là một bài học, thấy không? Nếu như mà người nào mà cảm thấy là thua khiến cho mình cay, hay là cảm thấy là mình mình lẽ ra mình đã làm tốt hơn, mình kia nó ăn gian hay sau đó cái kiểu, thì mình nghĩ là bạn nên suy nghĩ lại. Tại vì cái đôi khi cái kỹ thuật mọi thứ tổng quan tất cả luôn á, đôi khi cũng phải cần tựa vào một chút vào vận may nữa. Thì nói chung là bạn cứ làm tốt nhất phần việc của mình, còn đám đông sẽ lo cái phần còn lại. Cái điều mình không thích nhất đó chính là dù mà chửi thề loạn xạ đó, điều đó mình không thích nhất. Tại vì cái giai đoạn mình chơi battle rap nó không có cái đó, tức là nó không có, người ta không có chửi thề như vậy, người ta không có căng thẳng mức như vậy, người ta thật sự dùng từ ngữ nhiều hơn. Đó là cái điều mình cảm thấy là nó khác quá so với bây giờ. Mọi người bây giờ có vẻ hơi dễ dãi chơi trò chơi này. Cái việc đó là nếu mà bạn có cảm thấy cay nghiệt mà đem ra ngoài đời sống đó, thì cái này mấy đứa nít là mới giải pháp cũng bị vậy chứ á. Mình nói là mấy đứa nít đó, tại vì bản thân mình cũng bị vậy mà. Nhưng mà từ từ rồi mình sẽ lớn lên thôi. Cái việc mà hình ảnh, cái việc đó mà cái việc mà mình mang cái điều ra đời sống á, nó chỉ khiến cho bạn lỗ hơn thôi và bị người ta đánh giá thấp hơn thôi. Còn nhưng mà nói chung thì thời gian nó cũng xóa nhòa hết mọi thứ à. Cái quan trọng nhất là bạn phải biết tôn trọng cái hình ảnh của mình trước mặt người khác trong mọi phương diện luôn, như cách bạn nói vậy đó. Thì sẽ tôn trọng cái nhìn của người ta đối với mình, và sẽ tôn trọng đối thủ của mình. Và cái việc mình ứng biến ngôn từ của mình nó cũng sẽ thực sự là linh hoạt theo những cái tình huống mà đối thủ đưa ra, thấy không? Còn đối với ngoài đời sống thì một battle rapper thông minh thì hãy nên đừng vượt đèn đỏ nè, nên mình nói giỡn á. Mà đời sống thông minh thì bạn hãy cứ tiếp tục sống một cuộc đời bình thường của bạn thôi. Ai cũng như nhau hết, quan điểm của mình không có người nổi tiếng, không có người không nổi tiếng, tất cả đều như nhau hết trơn á. Chỉ là bạn có một cái chút gì đó khiến người ta phải lưu tâm thôi. Về cơ bản nha, kể cả cái này bên Mỹ, người ta bên những nước khác luôn, Mỹ, Nga, những nước mạnh về battle rap á, thì họ cũng có một cái nhìn chung về người nghệ sĩ battle như vậy. Nhưng mà cái khác biệt duy nhất là cái hình ảnh của người nghệ sĩ trên sân khấu của nước người ta nhìn chuyên nghiệp. Tức là kể cả battle rap bên nước ngoài cũng như là hai đấu sĩ đấu với nhau đó, thậm chí họ muốn đấu với nhau họ phải có quản lý xuống ký hợp đồng mới đấu với nhau luôn. Nên là nhìn nó rất là chuyên nghiệp, về cái hình thái, cái sắc thái người ta nhìn rất là chuyên nghiệp. Còn những nghệ sĩ Việt Nam mình đôi khi mình thấy là nhìn nó hơi bị chợ á. Tức là cái hình ảnh của mình không phải là mình hình ảnh là mình xe xua hay gì, mà cái vấn đề quan trọng nhất là mình là một người trình diễn mà. Đây mình chính là một cái sản phẩm đưa ra ngoài luôn, mà mình còn không tự coi trọng chính mình nữa, thì mình làm sao mình có thể đòi hỏi cái sự tôn trọng từ người ta được, đúng không? Còn cái việc ngôn từ này thì nước nào cũng bị hết, không riêng gì nước mình. Chỉ do cái hình ảnh của mình nhìn hơi bị kỳ. Tức là thật sự là việc mà mình sử dụng ngôn từ nhiều trong battle rap á, nó giúp mình rất nhiều trong những cái việc sau này trong cuộc sống luôn. Tại vì đôi khi bạn không biết lúc nào bạn cần phải battle đâu. Nói chung được cái là mình đỡ hơn Đen Vâu. Một cái điểm là mình chưa có giữ đến mức như Đen Vâu, mà cả sớm biết mình là rapper rồi, nên là mình cũng không có ngại lắm. Gia đình mình làm nghệ thuật, tức là ba mình là họa sĩ, nên là từ lúc mà mình còn nhỏ là nhà rất là tôn trọng cái việc này, tôn trọng cái thế giới nhỏ của riêng mỗi người á.
thì như là nếu mà mình mà mượn bút chì của ông già mà không xin phép là sẽ có chuyện lớn á. Thì ông cũng vậy, ông không bao giờ đụng chạm vô cái thế giới âm nhạc của mình. Và bản thân mình cũng đã bị vướng phải mấy cái chuyện như là vô tình mình đụng chạm vào cái thế giới nhỏ của cả ba và mẹ luôn. Thì mình hiểu là họ cũng rất khó chịu nên họ cũng tôn trọng mình, họ không bao giờ đụng chạm cái thế giới đó. Việc Dragon là một người rất là giỏi trong cái việc thích nghi trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Đôi khi một số người họ còn nói anh bị đa nhân cách nữa. Nhưng mà chính vì cái điều đó nó khiến cho cái nhạc của nó rất là màu sắc. Tức là nhạc của anh Rồng thì như kiểu là đã mang tới một cái sắc thái mới cho rap Việt và ảnh hưởng đến tận bây giờ luôn. Hầu hết tất cả những cái loại skill và cách gieo vần kiểu này ở bây giờ là đều ảnh hưởng từ anh Rồng hết. Mike Tyson. Nếu mà mới cho một người để battle so tài á hả? AC. Tại vì thực sự nếu mà AC nói về phần freestyle nha, tại vì AC không có clip nhiều ở trên mạng thôi, hồi xưa có. AC freestyle khá ghê luôn á. Nên là nếu mà có cơ hội để mà đấu về ngôn từ thì mình rất muốn được đấu với lại AC. Mà nói thẳng là mình muốn đấu với tất cả mọi người, ai thích đấu là mình đấu à. Mình nghĩ là tất cả những trận battle đều có ý nghĩa cuộc đời mình chứ á, nhưng mà trận battle đều có ý nghĩa cuộc đời mình nhất ta. Bây giờ nói chung là mình chưa bao giờ đánh giá cao cái việc battle chứ á. Mình là người rất sẵn lòng tham gia battle nhưng mình chưa bao giờ để cái điều đó ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng mà mình cái thứ mình quan tâm nhất vẫn là viết nhạc. Cái kinh nghiệm mà battle rap mà nó mang cho mình cũng đã nói hồi nãy rồi, đó là nó giúp cho mình linh hoạt hơn và ứng biến hơn trong nhiều tình huống, trong nhiều loại beat, trong nhiều cái ngữ cảnh, trong nhiều cái chủ đề. Còn Hasaclick đã mang lại cho mình, Hasaclick mang lại cho mình một cái routine trong việc đi trình diễn và một cách làm việc đội nhóm hiệu quả ở cái thời điểm đó, đúng không? Tức là hồi xưa trong rap mình nó là không có cái khái niệm, nó là đi diễn một mạch, một cái set nó sẽ luôn tuồn đầu cái cuối, nó sẽ tương tác từ đầu cuối, là mọi cái set được dựng lên. Thì Hasaclick là cái nhóm đầu tiên mang cái điều tới Việt Nam, mình xin tuyên bố vậy luôn. Còn hồi xưa rapper lên sân khấu là cứ diễn bài này xong cái mình chuẩn bị diễn bài tiếp theo là bài gì đó rồi lại ngưng xíu rồi lại nói cái nhạc lắm. Nếu mà để đi nghe nhạc, bây giờ để nghe từng bài bạn diễn vậy đó thì ở nhà nghe nhạc sướng hơn. Người ta muốn coi bạn trình diễn thì Hasaclick là cái nhóm đầu tiên mang cái loại kỹ thuật của tới đây. Hạ hồi phân giải nhiều lắm. Nói chung là trước mắt là mình muốn mang nhiều nghệ sĩ nhạc rap ở bên nước ngoài về đây hơn, đó là cái điều mong mỏi nhất của mình, để cho người ta nhìn thấy thực thụ là nhạc rap như thế nào. Tại vì hiện tại đa số những cái đánh giá về nhạc rap ở Việt Nam nó vẫn còn nằm ở cái tầm đó là quốc gia quá. Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn đánh giá như vậy không thì đôi khi nó hơi thiển cận và nó khó để mình phát triển xa. Cái nền tảng đều nên có, cái nền tảng đều nên có, nhưng mà mình cũng nên nhìn ra thế giới để xem như thế nào. Những anh em b-boy cũng làm điều đó. Thực sự nha, bất cứ một cái loại cơ hội nào đều có thể làm được hết. Nếu mà bạn có một cái quy mô nghiêm túc hơn, như mình nói hồi nãy á, những rapper battle bên nước ngoài họ cũng có, họ đấu với nhau là có ký hợp đồng đàng hoàng, y như là đấu sĩ vậy đó. Tức là mình phải, nói chung là trong cái đội ngũ đó, thì trong cái đội ngũ xung quanh đời một người rapper á, thì đừng nên có quá nhiều rapper, mà nên có nhiều người hỗ trợ còn hơn. Và mọi thứ làm cho nó bày vẽ, nó nghiêm túc hơn, là nó mình phải bung nó ra nhiều hơn, tức là mình phải làm cho nó có quy mô hơn á. Không, trước giờ anh em chỉ làm một thứ ở tầm vi mô thôi, mình phải làm cho nó vĩ mô hơn. Đầu tiên mình nghĩ chắc là ba bước rồi, chứ nghĩ là tìm hiểu nè, lắng nghe và cảm nhận nhiều hơn là thể hiện cái quan điểm cá nhân của mình. Tại vì vốn dĩ với cái cốt lõi của nghệ thuật đó là kết nối và kế thừa mà, chứ không phải là đổ thừa. Hãy chăm chỉ hơn và hãy nghiên cứu đào sâu hơn trước khi phán xét và nhận định. Tại vì đôi khi sau này 5-10 năm nữa bạn nhận ra là bạn sai thì nó mắc cười lắm. Chung là hầu hết là những cái giai đoạn mà lớn thì mình đều có mặt hết. Thì mình đến bây giờ khi mà mọi thứ nó rõ ràng hơn, nó là một cái công việc hơn á, thì mình cảm thấy là cái việc mà lằn ranh như vậy á, nó chỉ làm cho mình mệt mỏi thôi, chứ không giúp ích được gì đâu. Đó là kinh nghiệm của mình. Đó là một cái điều nên có từ rất lâu rồi, chứ phải là bây giờ nữa. Mà cũng nhờ vào cái Unexpected Rap Fest thì mọi người mới có cái cơ hội để ngồi lại với nhau, mới thực sự đưa ra một cái tiếng nói chung. Tại vì nếu như bạn ngoài kia bạn nghĩ như vậy là hay, và trong này mình nghĩ như vậy là hay, thì đến khi nào mới chấm dứt cái cuộc so đo ở đây, thấy không? Thì tất cả đều có một cái hay riêng chứ. Mọi người đều có một cái phạm trù riêng, một cái môi trường riêng chứ, tôn trọng được đó thôi. Mình mong chờ cái sự kết nối nhiều hơn. Cái màn trình diễn thì mình cũng hy vọng là những ban tổ chức có thể set up cho nghệ sĩ có thể xuất hiện một cách nghiêm túc nhất, để mà cho cái hình ảnh của rapper được nâng cao. Tức là mình phải đảm bảo là cái người ta bước lên sân khấu một cái á, là đó nhìn đã xịn rồi, thì mình mới mong là cái nhìn trong lòng khán giả nó thay đổi được. Còn về cái phần của người mà chơi rap thì hãy hết mình đi, cơ hội này không có nhiều lắm đâu.